Đa dạng hóa cái nguồn cái nguồn thức ăn gia súc cho tỉnh. Cái mục đích thứ hai là để xác định được cái loại cây trồng sen phù hợp có thể sử dụng trồng sen trong cây mắc ca để nhằm mục đích là cải tạo đất, hạn chế xói mòn và tăng độ phì nhiêu cho đất. Thì cái trong cái khu thí nghiệm này thì nó được thiết kế thành thành 3 lần nhắc lại, mỗi lần một lần nhắc lại là một block. Và trong mỗi block thì gồm có 8 công thức khác nhau. Mỗi một công thức thì sẽ chúng tôi sẽ thử nghiệm một cái loại cây trồng sen. Ở đây thì có hai cây trồng sen được xếp thành hai loại chính, một là một số các loại cỏ chăn nuôi, cái loại thứ hai là một số các loại cây hoạt động. Thì chúng tôi hy vọng là sau cái thí nghiệm này thì chúng tôi có thể xác định được cái loại cây trồng sen phù hợp đa mục đích. Thứ nhất là có thể là như tôi nói lúc trước là đa dạng hóa cái nguồn thức ăn cho vật nuôi của tỉnh. Cái thứ hai là có thể góp phần cải tạo đất, hạn chế xói mòn, quản lý cỏ dại tốt hơn. Thì đây là một cái giới thiệu vắn tắt về cái thí nghiệm của chúng ta đang triển khai. Và từ cái kết quả của cái thí nghiệm này thì chúng tôi hy vọng là sẽ sau khi xác định được cái loại cây trồng phù hợp thì chúng tôi sẽ có cơ sở để khuyến cáo cho bà con nông dân ở tỉnh Điện Biên để nhân rộng cái mô hình này ra thực tế. Thì chúng tôi nghĩ là cái kết quả này sẽ rất là có ý nghĩa và nó rất là phù hợp với cái chủ trương của tỉnh, sẽ góp phần phát triển chăn nuôi cũng như là góp phần tăng cái tính bền vững trong cái việc canh tác cây mắc ca ở địa bàn tỉnh Điện Biên.